Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và các tháng đầu năm 2023. Nhiều vấn đề kinh tế đáng chú ý đã được các đại biểu đưa ra thảo luận. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTV Money.